chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn về chiếc máy Bevita. Thì nó hiện tại bây giờ nó còn có đáng mua nó không các bạn? Mình sẽ hướng dẫn sử dụng chi tiết cho các bạn. Thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình. Cái đường link mua hàng mình sẽ để phần mô tả, các bạn có thể nhấn vào đặt hàng và liên hệ Zalo trực tiếp với mình. Thời điểm mà mình đăng video này chắc chắn con máy này sẽ còn. Thì hiện tại mình về rất là nhiều máy Bevita, máy trần các bạn. Máy trần là 99% và 90%. Thì mình sẽ đẩy đường link mua hàng ở dưới luôn. Thì các bạn có nhu cầu mua hàng hoặc là sửa máy hoặc là ấy game, cứ liên hệ Zalo trực tiếp với mình, mình sẽ tư vấn hỗ trợ cho các bạn. Thì mình đang thử trên một con máy Bevita các bạn. Và hãy nhớ của nó là 128GB. Thì cơ bản hiện tại bây giờ mình chỉ là 128GB các bạn. Vì hệ mà hấp hơn như là 32 hoặc 64 của mình sẽ không đủ cài Bevita đâu các bạn. Về cơ bản máy á, mình sẽ cài sẵn cho các bạn game là game Bevita nè, game BB nè, game bún nút nè, game hùng nè, game boy và game net rất là nhiều các bạn, đa hệ game và có luôn series của GTA hay và một số game bọt mới nhất. Thì những game bọt này mình chưa có ấy lên hướng dẫn cho các bạn, thì từ từ mình sẽ có một cái video thì cũng lâu lắm rồi mới gặp lại các bạn. Ok, cơ bản là mình đã cài đầy hệ rồi, thì có cái app tải game trên đây luôn các bạn. Thì cái đầu tiên khi mà sử dụng máy á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là kết nối wifi. Đây cũng là một cái video hướng dẫn sử dụng chi tiết luôn, các bạn xem kỹ giúp mình đừng tua video. Ok, network nè, wifi nè, các bạn có thắc mắc gì cứ bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời thắc mắc các bạn. Các bạn chọn wifi nha các bạn, thôi mình nhập password thôi các bạn. Đó, nhập password vô wifi nha mình. Rồi mình để tăng chỉnh độ sáng, mình vô sau display nè, brightness nè, tăng giảm độ sáng, tùy theo các bạn chỉnh thôi. Còn nếu mà các bạn muốn kết nối tai nghe Bluetooth á, các bạn chọn device, các bạn chọn Bluetooth, chọn kết nối wifi nhà ổ Bluetooth tai nghe các bạn vô. Rất là đơn giản đúng không? Thì sau khi kết nối mạng xong á, các bạn muốn tải thêm game, các bạn sẽ vô một BKG. Thì trong đây có một cái kho tải game luôn các bạn. Thì con máy mình đang hữu là một con máy 99% màu xanh đen. Đây là một bản limited nha bạn. Đây là cái bản mà trong cái bản Blue Pack các bạn. Blue Pack màu xanh nha, chứ không phải là nó là màu đen, màu xanh hay vỏ đâu. Đây là một màu limited Blue Pack. Thì hiện tại mình về rất là nhiều màu các bạn, giống như là màu trắng, màu đen hồng, trắng xanh, trắng xanh tùm lum màu đó, nó nói chung là quá nhiều màu. Ok, để mình tải thử một game cho các bạn xem đi ha. Ok, chọn cái game này đi, Intone nè. Thì sau khi mình Intone bấm A đây cái nữa, nó sẽ hiện lên thông báo. Ok, sau đó mình sẽ vuốt xuống nè, đó, bấm vô đây, rồi mình đợi nó tải các bạn. Nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp mình nghe. Thắc mắc cái gì bình luận bên dưới, nó sẽ thêm một cái nữa các bạn cancel nó. Ok, thì trong lúc nó tải cài bài ở đây, mình sẽ thử một cái game khác. Mình sẽ chơi thử một cái game này các bạn. Ví dụ như mình chơi các bạn GTA San Vice City nè. Đây cũng là đều là cái bản mới nhất, là game bọt mới nhất. Thì những cái bản này mình cũng đã chỉ các bạn cách ấy vô máy rồi. Hình như có một số game chưa có, hình như GTA Vice có nè, GTA San có nè. Đây là những game bọt trên Vita các bạn. Các bạn có cần mua máy hoặc là hack máy hoặc là AI game thì cứ liên hệ với mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Thì cơ bản khi mà mua máy là nó kèm phụ kiện đầy đủ hết rồi. Và máy mình sẽ bảo hành 3 tháng các bạn và hỗ trợ các bạn suốt đời. Dù cho các bạn có trục trặc cái gì mình vẫn hỗ trợ các bạn. Thì những máy này là mình đều về từ Nhật hết các bạn. Vì nếu mà các bạn cầm cái hàng Nhật có là chắc chắn các bạn sẽ biết liền. Vì hàng Nhật á, dù nó có cũ đi nhưng mà mình cầm nó cũng rất là mướt cái máy, không? Nhìn nó nhám, nó đã cái máy. Còn hàng mà Việt Nam ở đây mình xài qua tay các bạn, mình cầm nó bóng bóng, nó trơn trơn, nó nhớt nhớt á, không? Tìm máy mà đẹp mà thì chắc chắn là sẽ không có đâu các bạn. Nên hàng Nhật giá lúc nào nó cũng ấy hơn so với hàng mà sử dụng ở đây. Ok, thử game khác đi. Đó, nó cài xong rồi nè, cái game nãy mình mới tải các bạn. Thì đây chỉ là một cái game nhẹ thôi, tầm khoảng 30 MB thôi. Thì các bạn có tải game nào mà nặng hơn, chắc chắn nó sẽ lâu hơn, mất thời gian hơn các bạn.
đó là mình đang thử cái game Gata Vice City. Bây giờ mình sẽ thử cái trò này đi các bạn. Đây là một cái game board cũng khá là hay. Cái trò này hình như mình chưa có, thì thời điểm bây giờ mà để mà mua Vita mình thấy là khá hợp lý luôn các bạn. Vì sao? Vì nó là màn hình to nè, mình nói Vita 2000 nha các bạn. Cái con mình đang thử Vita 2000 và mình cũng sẽ chỉ về 2000 thôi, 1000 cũng khá là ít. Tại vì một cái vấn đề đó là một mấy 1000 các bạn. Cái màn hình của nó dễ bị cháy vàng. Đó là một cái đặc điểm của cái con máy 1000. Và pin của nó bây giờ nó cũng không còn ngon nữa các bạn, nó rất là yếu vì cái tuổi thọ nó quá cao rồi. Còn con máy 2000 nó mới đây thôi, sản xuất cách đây 5 năm thôi, pin của nó còn rất là ngon các bạn. Cái game này vô hơi lâu, thì nếu mà để mua cấu hình của con 2000 nó cũng lại cao hơn so với cái con mà 1000 các bạn. Cảm giác cầm nắm nó nhẹ hơn rất là nhiều đúng không? Mà mình tìm được những con máy line new rất là đã. Con 1000 á, nó chỉ được hơn cái màn OLED thôi, nhưng mà khi mà cái màn OLED nó dễ, rất là dễ bị cháy các bạn. Cái vàng để hôm nào có một cái máy mình sẽ review cho các bạn. Thấy không? Vàng nhìn nè, màn LCD cũng rất là đẹp đúng không? Sao mà chơi được. Cái game này là trên của PS2 các bạn. Game bọt qua nha, chứ không phải là chơi được game của PS2 nha. Cơ bản mình đã cài hết cho các bạn rồi. Ok, mình sẽ vào với game khác các bạn. Trong đây có cái bản Gata San nữa các bạn. Mod đồ đầy đủ hết rồi. Ok. Thì có một cái game hay nữa, Battlefield các bạn. Trò này cũng khá là hay. Mình chủ hướng dẫn dính vân tay. Thì máy mà mua mình sẽ tặng thêm cho các bạn một cái túi để mà đựng cái máy vô. Rất là đẹp. Thì chung quy nó vẫn là tiền nào của nấy thôi. Các bạn có thể chọn để mua rẻ hơn, và mình sẽ không, mình luôn có một câu mình nói với các bạn mà, các bạn có thể chọn những nơi các bạn mua mà cảm thấy rẻ hơn so với mình cũng được, mình không ép các bạn phải mua của mình đúng không? Thì chung quy nó vẫn là tiền nào của nấy thôi các bạn, đâu có cái gì mà rẻ mà ngon đâu đúng không? Nhưng mà mình muốn hàng cũng vậy, thì mọi thứ nó đều phải hợp lý thì mình sẽ mua. Chọn là do tùy các bạn chọn thôi, chứ sao mà ép được đúng không? Tiền các bạn mà. Thắc mắc cái gì đó, nhớ bình luận bên dưới nghe, nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp mình.
Kệ tôi bắn à. Im. Cho này nó cũng phải. Ok, mình thử một game khác đi ha. Thì đây là những cái Vita các bạn. Thì bây giờ thì trên máy này nó cũng có một cái game nó FIFA đó nè. Thì những game này mình đã thử nhiều rồi, mình sẽ không thử lại, mình chỉ vào cho các bạn xem thôi. Trên Vita các bạn sẽ chơi được một cái bản là FIFA, một bản PES các bạn. PES thì nó chơi được PES 2023. Game guitar nó cuốn, còn nhiều game hay lắm. Còn nhiều game hay mình chưa hướng hết cho các bạn xem đâu. Đó, là game FIFA. Còn nếu mà chơi PES thì các bạn sẽ chơi cái bản này. Đó, PES 2023. Bếp thì hình như nó có bản mới rồi, mình chưa có xem nữa. Ok, mình sẽ thử đá nhanh đi. Cái bản này mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách ấy trên kia rồi. Bet thì tốc độ đá nó sẽ nhanh hơn FIFA các bạn. Dễ vậy. Okay. Đó là những game BB các bạn.
Ở đây là những game PS1, dưới đây God of War có tới 4 bản lần, hai bản của PSP và hai bản của Vita các bạn. Phần 1, phần 2. Và những game của mình sẽ thử cho bạn xem là những game của PS1 các bạn. Game PS1 ví dụ như là Resident Evil đi. Đây là một game khá là hot trên Vita các bạn. Ồ, trên PS1. Thì khi mà vào game PS1 á các bạn, nếu mà bị màn hình nhỏ các bạn, mình chỉnh nè, mình hướng dẫn nè, chỉnh nè, để logo setting, order setting, screen mode chỉnh full từ 7 clear, okay. Chỉnh screen mode chỉnh full các bạn. Còn khá là nhiều game hay cho người ta lắm, mình chưa nói cho hết được. Game khác mình hướng sẽ dẫn các bạn chơi game hùng các bạn. Nhớ xem kỹ video này nha, đây là một video hướng dẫn sử dụng chi tiết đó. Quá là nhiều game rồi. Nhiều game lắm bạn, cái bộ đội đồ gì các kiểu tùm lum hết. Con game hùng nó được cái đồ họa rất là đẹp các bạn. Còn nhiều game hay lắm. Samurai nè. Game huyền thoại luôn. Nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp mình nghe. Video hơi dài thông cảm. Vô cái game này sẽ bị màn hình nhỏ các bạn. Để mà chỉnh màn hình ra to, bấm nút L, nhấn select, chọn emulation, chọn full, ok. Đã mặt nó đỏ luôn. Ở đây các bạn cũng chơi game, bấm nút các bạn vô đây.
Ok. Thì ở đây các bạn sẽ bấm qua trái các bạn. Chọn ở đây có tổng cộng là 3 mục mình có game. Đó là Game Boy, tương tự Game NES, tương tự Game SNES. Đó, tùy các bạn chọn hệ mình chơi thôi các bạn. Mình đã cài full hết rồi, mình chỉ việc chơi thôi. Không cần làm thêm gì nữa. Thì để chơi game khác trên máy này các bạn, bạn nhấn O, bạn nhấn X, các bạn chọn game net, tùy theo hệ của mình muốn chơi thôi. Rất là nhiều game mình đã cài sẵn trên đây. Pokemon đồ này nọ đó. Nha, đừng lên mua hàng á, mình đã ở dưới rồi, các bạn có thể nhấn vào đặt hàng hoặc là liên hệ giao trực tiếp với mình sẽ tư vấn cho các bạn. Ok, thì video cũng tới đây thôi, vì các bạn có thể xem lại những cái giúp mình, hay đừng lên mua hàng mình sẽ để ở dưới luôn. Tắt máy này mình để đúng nguồn thôi, sạc nó sẽ báo đèn đỏ, tắt đèn đỏ sẽ đầy pin, hay nhớ ở đây, sạc ở đây, đơn giản mà hen. Thắc mắc cái gì nhớ bình luận. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Ok.